Ui, nó cắn tay này. Ui, cái ổ này nhiều đấy. Con này sau này nó nở là nó thành con gì? Sao lại cứ vậy thế? Tôi ơi. Ô, nó gặm một đũa mình này. Đấy. À. Ngon lắm. Chờ chủ nhà không ăn được con này chứ. Ngon đấy. À, tiếp này. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo kênh Sapa TV. Hôm nay Hải đang theo mấy anh em ở trong bản đi lên rừng các bạn ạ. Để bắt con đuông cọ, hay còn gọi là miền trong gọi là đuông dừa đấy. Hả? Ở bên đây có không? Đuông cọ ấy. Ở bên kia đang có một nương các bạn ạ. À, anh ấy đang phát cái quả cái nương cọ này, chắc là để trồng ngô hay làm gì ấy. Thì nhưng mà cây mà các bác ấy phát ra nhá, đồ nó đổ xuống ấy, thì một thời gian sau có con đuông nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng ở trong thì sẽ ra nhiều đẻ trứng ấy. Đây có tí nào chưa anh? Đây là ngọn cây cọ này. Vào đi. Mình muốn biết là cái cây nào mà nó có hay không, mình phải nghe tiếng à? Đúng không? Nghe tiếng nó kêu. Nghe tiếng nó kêu mình biết đúng không? Nó có cái đấy ra đây. Ờ. Có cái bột ra đây. À. Bột giống như kiểu là chuột nó đụn dai đúng không? Kiểu thế. Cái cây này đã nghe tiếng chưa? Có. À. Đây nó có bột ra này. Có bột đấy đúng không? À, nó ăn hết ở trong rồi nhỉ? Có mấy hình thức để bổ cái cây cọ này ra các bạn ạ. Một là dùng búa, dùng dao, xà beng. Nếu mà không thì dùng công nghệ cao là dùng cưa đúng không? cưa máy thì nó nhanh hơn. Thường mấy cái con đuông cọ này ấy, thì hay nằm ở những cái cây mà nó đã bị ngã rồi. Đây là cây cọ này. Chắc là người dân họ chặt đi. Đi phố của bà ném mít được. Đấy, có chưa? Có. Nó pha lên rồi. Nó lên là như thế nào? Nó lên trên này rồi. Đây là được một con này. Ui, nó nóng lắm anh ạ. Nó ở trong cái đấy nóng. Đây, cho vào túi. Đây các bạn ạ. Nó bò nhúc vào tay ấy. Ui, nó cắn ấy à? Nó cắn luôn nhá. Nó có răng, nó cắn luôn đấy. Thế này mà cho vào lưỡi ăn thì nó cắn. Đấy. Anh em đang bới trúng ổ của nó rồi. Mình cho cái này xuống. Bỏ cái túi. Anh cho em cái túi rồi. Đây. Cái đoạn mà nó không có mùn kia là nó chưa vào tới đúng không? Nó chỉ ở những đoạn nó có mùn thôi nhỉ. Đấy. Có con nó vừa chui xuống này. Thế này đấy. Cây này. Đây này anh ơi, nó nhúc cái này. Thế này. Dao nhỉ. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Đấy. To nhỉ, con này to nhỉ. Ấy. Ui, dính mà. Ui, bóp dính nó luôn à. Chặt dính xong. Có những cái khẽ khẽ này đúng không? Chứ để chặt vào nó.
Hả? Ui, chỗ này có nhiều đấy, có mấy con này đây. Nhiều phết. Đây. Ok, kia, 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 kia. Ui, ui. Đây, đây, túi ni lông đây. Tôi đây. Đây. Ui, ui, nó cắn tay này. Ui, cái ổ này nhiều đấy nhờ. Đây, 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 chui vào đây, đây. À, cắn đau phết đấy. À, cắn đau phết đấy. Cắn buồn quá. Ê. Nhúc nhúc nhúc. Đây nó đang bò đúng không? Nó đang bò đúng không? Đau thật đấy. Kia con này. Con này. À. Con này bé bé. Con này thiếu nhi à? Đây cho con đi. Đấy, anh em tôi đào được tương đối là nhiều rồi các bạn ạ. Này tối nay sẽ gửi đến các bạn một món ăn rất là đặc biệt. Cái đuông cao. Bơi nước mắm vậy là nộm đuông cao nhá. Rồi đuông cao đủ món. Xào cái gì nhỉ? Xào măng chua. Đấy, đây này. Bây giờ anh em tôi sẽ đi kiếm tiếp để cây khác xem còn thêm nữa không. Mà ăn nó đắng đắng ấy nhỉ? Thấy họ luộc ăn luộc chấm gừng ăn đây. Ờ, cái này gọi là cây tự nhiên mình lại quên nhá. Không phải là cái rau gì nhưng mà cây này hình như là sấm chớp phát là nó lại rất là đắng luôn. Bây giờ thì nó hơi nặng nặng. Trong khi anh em đang lấy con sâu đuông ở đây thì mình với lại là anh bạn kia đi ngả cái cây cọ này xuống các bạn ạ. Để lấy cái ngọn cọ về là xào với tỏi ấy. Không biết là các bạn đã ăn thử chưa. Lý do tại sao mà mình phải mấy anh em ở đây chặt bỏ mấy cây cọ đi. Để là đây các bạn này, đây bãi đất trống ở đây để anh em chuẩn bị trồng quế các bạn ạ. Thay đổi cái mô hình ấy, cây trồng. Cái ngọn cọ này nó phải là không chưa ra hoa mới được đúng không? Đúng rồi. Nên mới ăn được nhỉ? Ra hoa ăn nó không ngon nữa. À, ra hoa ăn không ngon nữa. Sắp thành chưa? Thấy á? Không phải là anh bạn đang chặt cây kìa. Không có thế đứng đúng không? Cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá, cẩn thận rơi vào đầu ông anh ở dưới đấy. Rồi, chúng tôi sẽ đã được một cái ngọn rồi các bạn ạ. Đây là cái lõi này anh ạ, lõi này xào với tỏi này. Mình có ăn sống được không? Có, có ăn sống được. Ăn sống được à? Ăn thử nhá. Anh ăn thử xem nó ngon không? Nó khô. Ngon ngọt bùi bùi không? Hơi ngọt ngọt, hơi chát chát, hơi bùi bùi. Đúng rồi. Nhưng mà ngọt, ngọt hơn. Cây này lấy các bạn phải test luôn nhá. Bởi vì là nó có nhiều cây nó bị chát ấy. Cây này ăn được. Ăn được đúng không Thành? Ăn thử thế nào? Ngon không? Cây này là cây nó chưa có buồng đâm ra là nó ngọt đúng không? Có lấy cái ngọn kia không? Có chứ anh. À. Cái ngọn này xào mới ngon. À. Nó có lá đúng không? Đấy, nặng phết đấy nhờ. Mấy cân? Rồi, cái này gọt ra phải ngâm nước luôn đúng không? Không, nó thâm. Không, nó thâm, nó xấu nhỉ? Đúng rồi. Thế cái để về nhà tí gọt đúng không? Ở bên đấy chú có bắt được ít đuông cọ nào không chú? Không có đâu. À, cái rừng mới chặt đó chưa có à? À, các bạn là mới chặt thì chưa có, phải một thời gian chặt xong rồi một thời gian sau ấy, nó mới có được. Đây chú ngả cả đồi luôn rồi này. Họ thay đổi cái mô hình cây trồng, chuyển sang trồng quế. Đây các bạn ơi, anh em tôi hì hục cả buổi chiều đây mới được có mấy lạng nhỉ, gần cân đấy nhỉ, 6 lạng. Nhiều chưa. Đây hôm nay sẽ gửi đến các bạn món ăn có rất là gọi là kinh dị,
gọi là con đuông. Thực ra ở trong miền Tây họ ăn rất là nhiều cái con này. Trong miền Tây nó gọi là đuông dừa, còn ở ngoại này gọi là đuông cọ. Nó cũng giống nhau thôi. Con này to đúng không? Ừ. Con này sau này nó nở rồi, nó thành con gì? Con đen đen ở trong ấy. Con đâu? Hả? Nó mới thấy con ở đâu nhỉ? Nó không phải là con sâu à hay con gì? Không, không phải con sâu, nó hay con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng ấy. À con bọ cánh cứng à? Ừ. Sao biết họ nó quáng liền? Chả thấy nhỉ. Cẩn thận đấy, cua nó cắn rất là bay rồi. Thấy có hai con này. À đây này, đây con này. Đúng không? Con nhộng nó đang tiến hóa. Nó đang chuẩn bị thành con nhộng ấy. Đây. Đây các bạn này. Đây là cái con này sau khi nó tiến hóa này, sau này nó sẽ thành con nhộng nha. À nó thành con này. Bỏ cánh cứng mà chả biết con gì. Nhưng mà nó không phải con vẹt sầu đâu chứ nhỉ? Không. Giờ là lúc mà hai anh em bắt đầu cái vệ sinh rửa cái con đuông sâu cọ này, sâu cọ. Hôm nay sẽ gửi đến các bạn hai món ăn. Một là món xào măng chua và hai là ăn sống. Cái này nhanh, sợ nó bơi dưới nước nó chết không? Nó chết rồi, Ừ. Thế qua tủ mưa, qua đi lù kéo mưa. Anh em đang chọn mấy con sống để tí nữa ăn. Ăn sống các bạn ạ. Chúng con khỏe nhất để ăn sống thôi anh em nhé. Con khỏe nó mới bơi nước mắm được đúng không? Nước mắm được. Rồi anh em bắt đầu là tiến hành xào măng các bạn ạ. Măng chua xào mẹ là con ở đây hay gọi là sâu cọ. Còn nơi khác thì hay gọi là đuông dừa hoặc là đuông cọ. Thấy ô có vẻ hơi ít măng đúng không? Măng nhiều quá nó có nhiều quá chua. À măng nhiều quá nó chua quá đúng không? Đây là măng chua. Măng chua nhà tự làm. À. Và mùa mình tự muối luôn đấy. Cái này Đưa đây, đá luôn. Cho vào. Tha rồi gỗ luôn. Vài chiều con trai với tôi. Tôi với chén. Anh Quang ở hôm qua Quang ở đâu? Cô trong. Mẹ ạ. Bữa mẹ ạ. Cuối này nhưng mà Quang lại chuyện thôi. Ừ. Cô còn món ấm. Cái hàm nó cũng. Làm sao ạ? Sao nhé nào? Nhìn ngon thế nhỉ. Chín rồi đây chứ đúng không? Chín rồi ạ. Ừ. Đây là hạt rổi. À hạt rổi à. À rồi thơm lắm mọi người. Nhìn thèm quá. Theo người tài béo này mấy con sâu này là một chén rượu ấy. À, một con sâu chén rượu à? Chén rượu. Lý các bạn ạ, cái lý rồi. Chưa một con sâu một chén rượu. Đồ nhắm nó ít. Ừ. Nếu mà cứ một con này một chén rượu thì chỗ này cũng phải tương đối đấy nhỉ. Cũng phải khoảng 50 chén đấy. Có
Anh có thể thử một con trước không, là tí anh uống một chén rượu sau được không? Được được, anh ơi, được mà. Hiểm quá rồi. Đây các bạn này. Hiểm quá. Em chưa xem nó vừa mới không? Vừa mới 19. Hơi nhạt. Hơi nhạt à? Hơi nhưng không sao. Ngon, cái này đủ rượu, tí chấm mắm. Béo ngậy lắm các bạn ạ. Ngậy thực sự ạ. Đây giới thiệu các bạn, đây là cái ngọn cọ nhá. À, bây giờ anh em sẽ tiến hành bóc lấy cái mầm non ở phía trong. Sợ tội nên chắc cái này cũng lấy cắt thịt tí rửa. Ừ. Ăn sống nó hơi chát chát ngọt ngọt đấy nhỉ. Cái kia nó là già rồi đúng không? Ừ, già, già không ăn được. Vừa nãy anh em thử ngọt hết đấy. Ăn sống là ngọt, ăn xong muối hay muối đổi đấy. Ừ. Nó thâm vào ấy, thâm vào. Thế còn nhỏ rồi, em toàn đi trộm, đi ăn trâu ấy, toàn trộm. Ừ. Cái này không ngâm muối sợ thì nó thâm không? Không thâm mẹ, không ngâm này. Nhìn được này. À, trước khi xào món cọ, ngọn cọ kìa. Bây giờ anh em vẫn phi tỏi cho thơm. Theo như em chia sẻ thì ngày trước đi chăn trâu hay lam đúng không? Lam được thì nó thơm hơn nhỉ? Yeah, lam bông nứa thơm. Dạ, yeah, đúng rồi. Có vẻ lam hay mẻ. Mẹ luôn đi luôn nha. Đây là ba món... anh em hi hữu cả buổi trưa được chiều cái này. Ba anh em hết bắt cọ đuông thôi lại món quên hàng lớn nó bảo là ăn sống thì mới ngon. Quên mình không biết chứ không phải bổ thêm một cây nữa nhỉ. Ăn sống chấm muối à? Ừ. Giới thiệu với các bạn đây là món măng rán. Măng này là măng nứa hay là măng gì đây? Măng vầu à? Đây là bạn ạ, măng vầu này. Các bạn có thể nghe thấy là măng xào, măng luộc, măng hấp, măng nướng. Nhưng mà măng rán thì có lẽ là lần đầu tiên nghe đúng không? Đấy các bạn nhé, các bạn thấy ở đây món ăn anh em được chế biến rất là phong phú luôn. Măng chiên tỏi. Măng rán các bạn ạ, măng rán bây giờ đổ nước này là nước gì đây em? Tỏi cái gì? Với hạt dổi. À, tỏi hạt dổi à? Đây là nước tỏi hạt dổi. Măng lại chiên lên các bạn nhé. Măng chiên lên. Nó đổ cái này vào. Cái sốt này vào. Các bạn biết là cái măng mà nó chiên ấy, cái lá măng nó ngấm mỡ thì xong rồi lại còn đổ nước tỏi với lại là mắm muối vào thì chắc là ăn nó ngậy thôi rồi đấy. Hạt dổi thơm quá thật đấy, toàn cái món mà nó có những cái hạt, những cái gia vị rất là thơm. Giới thiệu các bạn, đây là em ấy đang thái ớt để chuẩn bị cho cái món nước chấm của món cọ đuông sống, không được gọi là kinh dị. Đây là
cái rau răm các bạn nhé. Rau răm rồi đấy, cho vào bát ớt luôn à? Rau răm này. Cái gì nữa? À, quan trọng của cái món cọ là phải có nước mắm các bạn ạ. Đuông cọ. Đuông cọ ạ. Có cho chanh hay gì không? Có cho chanh. Ừ. Cái nước tích này, vàng. Mì chính à? Mì chính. Ờ, một chút nước sôi. Vừa chưa? Chanh. Ấy, đây là mâm cỗ của anh em của tôi đây. À, giới thiệu với các bạn là cái bữa cơm tối của mấy anh em của tôi ngày hôm nay. Đây, anh em thì hụt cả buổi chiều đây. Đấy, đây là có món đuông dừa xào với lại là măng. Cái này là bát nước chấm, chuẩn bị chấm với con đuông cọ này. Mình cứ nói nhầm với đuông dừa. Thực ra hai con này nó giống hệt nhau mà. Với lại là, đây là món măng rán. Và cái chai này là anh em tôi là người nhất quyết là không uống rượu nhá. Chỉ uống nước lọc thôi. Tươi đấy. À. Đổ tất vào luôn. Quất được chưa? Quất được rồi. Ừ. Rất rượu thì sao? Rất rượu rồi. Ăn con này rất là ngon. À, làm thêm con nữa này. Con nữa thì cho một đôi nè. Quá tuyệt vời. Này, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi, nó rơi. Đây này. Ôi giời, con này khỏe thế nhỉ. Con này ăn là các bạn phải cắn cái đầu thôi nhá. Ôi nó còn gặm một đũa mình này. Đấy. Ừ, ngon lắm. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh em làm con nó đủ đôi nhỉ? Ờ, làm đi, ăn đi, ăn đi, anh em. Thanh Điên, có quất được không? Thôi mấy anh em nhá. Ờ, đào hì hục cả buổi chiều mà. Thì hộp cơ nhưng mà không ăn được. Thế à? Thế ở đây mỗi anh Trinh mới luyến ăn được thôi à? Đây, mình cũng sẽ quất con thật to. Làm con to đi. Con to nhất. Đâu? Rồi. Ủa, con đang ngoài quẩy kìa. Đấy. Nhìn chưa? Mời các bạn nhá. Mời các bạn. Úi dồi. Úi. Ngon quá. Rất là ngon. Tôi xin mời. Thôi mời anh em đi. À. Mời anh cơm nhé. Chúc sức khỏe tất cả anh em nhé. Cảm ơn anh em hôm nay đã giúp Hải chuẩn bị bữa ăn rất là thịnh soạn. Cảm ơn. Vẫn hơi nhạt tí. Hơi nhạt anh? Nước chấm à? Thế đổ thêm tí nước mắm à? Đúng là vắt tí chanh. Chanh còn mà. Đúng một khói. Ừ. Rất tuyệt vời. Rồi. Thế ngon. Còn đây là con con ếch hộp à? Nè. Các bạn đây con ếch. Cả mâm có đúng con ếch này. Tối rồi. Cả tối mâm. Con chưa được. Cháo cả xương. Đây là món măng vầu chiên nhưng là tưới với tỏi, một cũng là những món ăn ẩm thực của dân tộc. Đây là ăn rất là tuyệt vời, rất là ngon đấy các bạn ạ. Măng vầu. Thái giặc nhỏ ra đây chị Hải thử nghiệm. Đấy. Hương vị là nó sẽ khi mà tưới cái tỏi vào thì sẽ mất cái hương vị, nó giảm bớt cái hương vị đắng đi. À, cái này là măng đắng anh. Ờ, măng đắng. Ờ. Đấy. Đấy. Bạn thấy thế nào? Ăn rất ngậy. Nói chung là chờ em và em lại tăng cân rồi. Rất là tuyệt vời đấy. Ngon. Có thể ngon làm à? Một con ngoại nữa không? À, đây ơi. Em bây giờ em test thử đây, món này. Con này là món này đã nấu. Món là con này ngọ nguậy này, con này. Con này đã nấu với măng chua. Con này là sâu đuông nấu với măng chua các bạn này. Đuông cọ. Đuông à sorry. Sâu cọ, đuông cọ nấu măng chua nhá. Cũng rất là ngậy đúng không ạ? Nói chung là các bạn không hiểu đâu. Giới thiệu với các bạn đây là cái cây cọ mà suốt từ chiều nay mấy anh em thôi đi lấy con cọ đuông rồi lấy cả cây ngọn cọ này. Đấy, xào với tỏi cũng rất là ngon. Ừ. Cũng rất là ngậy mùi như kiểu là con sâu cọ. Thật sự ngon luôn đấy. Đấy. Lần đầu tiên ăn. Cái này mà nộm sống còn ngon nữa. Yeah.
Đậu này, lam này, lam nó thơm. Đấy. Ừ, ngon quá. Ăn được nhiều phết hình rồi. Rồi tránh nha. Vâng. Các bạn ơi, cái tục uống rượu ở đây ấy là hay có tục đổ chén này, hạn như này này, khi mà anh ấy để cái chén sang bên này đồng nghĩa việc là đổ chén. Đây mình đang uống cái chén kia. Uống xong sẽ trả chén này. Rồi lên. À, vừa anh. Vâng. Cảm ơn. Đây. Vâng. Ngon quá các bạn ạ. Các bạn không biết đâu, cái mâm cũ này rất là giá trị luôn đấy, rất là ngon. Đây. Vẫn ngon đấy. Tiếp này. Từ lâu vẫn ngon đấy. Cái con này á. Vâng. Là bây giờ là nếu mà đổ cái cọ xuống mà dùng cái máy cưa xăng cắt ấy, à, thì nó có mùi dầu nhớt. Ừ. Thì nó không, sẽ không vào. À, nó không ở đúng không? Nó không vào. Bắt buộc là phải dùng bằng dìu tay của mình. À. Chặt lấy ăn cái ngọn này ấy. À, cái ngọn này ăn như cái là ngọn này xong thì khoảng đây, đây, đây. Nếu cái cây này mà khoảng một tuần sau thì rất là nhiều. Ồ. Cây hàng cân đôi cân luôn. Ồ. Đấy. Nếu mà muốn được lấy nhiều cái con này thì lấy đừng có lấy hết. À. Lấy phải để vài con nhỏ như này. À. Vài con nhỏ như này để nó tiếp tục nó đẻ trứng và à, tiếp tục nó phát triển ăn tiếp. Nếu mà lấy hết thì lại móm. Lại móm. Ừ. Đấy. Những con to như này, những con này đấy, những con này là già này. Vâng. Để tôi ăn cho các bạn xem con da đen xì đây. Vâng. Thế nó có sừng này cho các bạn xem. Con này là nó hôm nay còn vớ được mấy con anh ạ. Mấy con nó còn biết, nó biết sắp biết bay rồi đấy. Đấy có sừng đấy đấy. Ừ. Đấy. Ừ. Con này mà ăn cẩn thận nó cắn lưỡi nha. Nó cắn như đứt lưỡi. Ôi à. Thế vui quá. Mời chủ nhà chứ. Vâng. Ơi cảm ơn mời mà. Lỗ chèn à. Cảm ơn ba anh em còn lại cái nào. Vâng. Rồi, chúc sức khỏe nhá. Cảm ơn Luyến nhá. Vâng. Em ra tên gì nhỉ? Tên Quay. Quay á? Vâng. À. Cả không phải là em quay cho được em tên Quay. Không có bảo lên tên gì em quay cái đời cầm máy. Ok, bây giờ em xin phép mời tất cả anh em trong mâm một chén. Chúc sức khỏe anh em. Xong rồi trước khi chú mời anh ăn con nữa cho nó bỏ ăn. Thế ăn con to kìa, đang bơi đấy con đấy. Ăn cho nó. Đấy. Đấy, con vàng vàng già. Đấy to nó sướng. Đấy. Nước chấm loãng quá nhỉ. Không thế đúng không? Đấy. Chưa, ngon chưa? Thôi, em mời cả mâm một chén nào. Đấy. À, chúc sức khỏe anh nhá. Em cảm ơn. Sau đây mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp vẫn nha. Vẫn còn nhé, nhưng là cho tiếp để tiếp tục ăn tiếp. Rất nhiều. Bây giờ anh em tôi phải giải quyết hết cái đống này các bạn ạ. Nó không thể nào mà cái con này được nữa rồi. Trong nó toàn chứa bột nước cho nên rất là nặng. Và một tí này nó có thể nửa cân ấy. Đúng rồi. Hôm nay bọn em nhiều lắm. Hôm nay mình cân 6 lạng mà. Cảm ơn các bạn nhé. Vâng. Xin cảm ơn. Ok, chào các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp của Sapa TV. Bye bye.